Chào các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Ở tập trước có nhiều bạn chỉ lọc là cái chỗ farm dân làng đó cần phải đặt cái cửa sập các bạn, để cho có ánh sáng chiếu xuống con dân làng ở dưới lòng đất đây. Thì ok, bây giờ mình sẽ gắn cửa sập vô đi. Cửa sập rồi ở đây này. Ok, để mình lấy cửa sập gỗ sồi các bạn. Đấy, một cái thôi. Nói gì lại đặt thêm cái cửa ấy. Các bạn chỉ là đặt thêm cái cửa xung quanh mấy thằng dân làng ở trên này các bạn, nó mới hoạt động ấy. Ok, để giờ mình sửa lại coi nó có ok không nha. Đó, anh ở dưới anh mở cửa đó. Cái này phải đập ra nè. Đấy, ra đi. Mình lắp ở đây các bạn, không thôi mấy anh chạy. Thì ở đây thì dùng xẻng để đào xuống dưới thôi. Đấy, cái này hình như là phải có ánh sáng này các bạn. Mình không biết đúng không nữa, nhưng mà mình sẽ nghe lời các bạn thử xem. Rồi đi lên. Đập lắp ra. Đấy, rồi ở đây mình đặt cái cửa sập xuống các bạn. Đó, ok chưa. Còn ở trên này các bạn chỉ là còn phải đặt thêm. Anh này nhanh thế. Để mình lấy xe mỏ mình đưa ảnh vô lại nè, hoặc là đẩy vô cũng được các bạn. Để mình đẩy đi. Anh này nhanh thiệt đấy. Mình vừa mở cửa ra là mở cái cổng này ra là ảnh chạy ra liền các bạn. Kiểu như bị nhốt lâu quá hay sao. Vô anh ơi, vô đi. Rồi lắp lại. Tí mình sẽ lấy một ít cái cầu thang các bạn. Còn ở trên này nè, phải đặt cái thêm cửa các bạn. Đấy, mình làm cửa này đi. 24 cái này. Mình đặt hai bên. Đặt đây. Đó. Để cho anh mở cửa ấy. Không biết có đúng không nữa. Mà thôi đi, đặt đi các bạn. Nhiều khi đặt gì nó lại hoạt động hay sao đúng không. Ở đây còn 6 cái này. Đặt bên 3 cái. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy, ok chưa. Rồi giờ tạm thời mình đi ra các bạn. Dạ. Lắp lại liền, không thôi mấy anh chạy đấy. Mấy này nhanh lắm. Vậy là ok chưa. Ok, chắc ok rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái mớ đồ này ra. Rồi bắt đầu công việc ngày hôm nay nha. Ok, giờ mình sẽ lấy một ít sắt các bạn, để tí nữa làm hopper ấy. Ồ, như đây chắc chắc không đủ đấy, giờ mình nén lại cái đó để có nhiều slot hơn ấy. Rồi còn số dắt sắt dư này chắc để đây đi. Đấy, rồi mình cần lấy thêm một ít gỗ này. Gỗ dùng gỗ băng xanh đấy các bạn. Còn thiếu gì chúng ta? Thiếu cái hạt giống, hạt giống qua bển lấy cũng được. Đấy, giờ mình cần làm thêm một cái xô nữa này, xô nước các bạn. Đấy, rồi múc thêm đi. Ngày hôm nay mình sẽ nâng cấp cái máy farm dưa hấu lên các bạn à. Tại vì nó hơi bị lỗi với lại hơi nhỏ ấy. Đấy, mình cần nâng cấp nó lên. Đấy, mấy bạn chỉ là cần cái xe mỏ chứa hopper ấy, nó sẽ hút được nguyên block luôn các bạn à. Mình không biết mình dùng cái hopper ở dưới hàng gì nó không có hút được ở mấy cái ô cỏ các bạn. Đấy, các bạn thấy này, lâu lâu nó bị fail như này này. Đó, khá là khó chịu luôn. Nè, ở đây nó cũng không hút nè, thấy không. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ đập chỗ này ra rồi sửa lại nha các bạn. Ok, hiện tại mình đang đập mấy cái hopper để đào cái chỗ này xuống ít block các bạn. Tại vì mình dự định làm nó dưới lòng đất ấy, chứ không làm trên bờ đó các bạn. Làm trên bờ mình nói biết xây sao để trang trí ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ đào chỗ này ra đi. Tạm thời là kích thước tầm 13 x 13 các bạn. Rồi đi xuống tầm 7 đến 9 block ấy. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đào chỗ này xuống nha. Rồi ok, mình đã đào xong chỗ này ra và làm mẫu chỗ đó các bạn. Đấy, ở trên này chỉ còn có 9 nhân 9 và sau xuống 5 ô thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt hạt giống vô này, giống như hấu bên đây trước đi các bạn. Rồi sau đó là cái máy gì ta, cái khối theo dõi chứ. Đó, đặt chĩa vô cho cái hạt giống nha các bạn. Đấy, rồi mấy chỗ chính giữa này mình sẽ đặt cái piston vào. Đây, 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 đây và đây. Đó, rồi sau đó thì bây giờ phải đào vô cái đây. Đấy, đào ra đi để dẫn đường điện các bạn. Bây giờ rồi cái này hơi căng nè, đập ra đi.
ở trong mình sẽ đặt một block bất kỳ thôi để dẫn điện ấy các bạn. Rồi đặt vô đây 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 và đây, sau đó thì để mình lấy ít redstone ra, mình không có đem redstone trong người ấy. Đây redstone đây nè, hy vọng cái này nó sẽ hoạt động tốt hơn cái trên, cái mà cái trên nó còn còn không nhặt hết đồ ấy. Rồi, cái này đặt vô. Rồi giờ mình thử bón bột xương coi nó có hoạt động không các bạn. Đó, nó hoạt động gì là ok đấy. Đó. Rồi. Giờ thì trang trí lại thôi. Cái này nếu có thể mình làm được 2 tầng không nhờ? 2 tầng hả? Chắc không đâu các bạn. Rồi sao ta? Có nên mình định nâng cái này lên tí các bạn rồi đặt cái gương ở đây này. Nhưng mà nếu nâng lên thì mình không có nhìn thấy mấy cây này ấy. Cho nên thôi tạm thời để vậy đi. Đó. Ở trong này chắc mình sẽ trang trí các bạn à. Ok, giờ mình sẽ đào ra mình trang trí lại luôn. Rồi, mình đã trang trí xong rồi các bạn. Đấy, sau này nếu có cần ấy mình sẽ làm thêm một con hàng ở trên nữa. Cái này sao lấy đây. À, cái này phải đào vô đây. Đó. Bây giờ mình sẽ làm chỗ hút đồ nha các bạn. Hút đồ chắc mình dùng hopper với cái xe mỏ ấy các bạn. Đào ở dưới đi. Ở đây có sỏi này, sỏi sắp tới chắc cũng cần thiết các bạn để làm cái đất sét ấy. Cái gì? Bê tông chứ. Này đào ra cái đó. Mình chưa làm cái cúp mới nữa, cúp mình không có hiệu suất các bạn. Vậy là ở trong đào vô là một này hai ô. Để làm cái đường ray ở dưới các bạn, nó chạy ở dưới để nó nhặt đồ ấy. Chứ cái hopper nó chỉ hút được cái xì láp với nửa block thôi, với mấy cái đất cuốc lên các bạn. Đấy, các bạn chỉ mình nên mình giờ phải sửa lại thôi. Giờ lắp ở đây lại coi. Đó. Rồi đường ray thì đặt ở dưới này đi. Phải đi lấy đường ray các bạn. Kìa, mình sẽ lấy ít vàng để làm đường ray tăng tốc các bạn. Vàng này mình nấu ở tập trước ấy. Đấy, nhưng mà chưa kịp lấy ra này. Còn hết. Rồi, mình sẽ làm một ít cái đường ray tăng tốc nè. Cần que nữa. Gỗ mình không có đem theo trong người này. Rồi làm một ít que nè. Đấy, đường ray tăng tốc. Không cần nhiều đó các bạn. Với đem theo một ít đường ray thường này. Rồi cái tôn không bển mình có rồi. Rồi cắt cái số này vô. Rồi đi quăng bển làm tiếp thôi. Rồi bây giờ trước khi tiên ấy mình phải đặt đường ray tăng tốc hay sao ta. Cũng được, đặt đường ray tăng tốc đi các bạn. Tăng tốc để canh ở chính giữa luôn. Chính giữa là 1 2 3 4, đây chính giữa ngay chỗ này này. Đấy. Đặt hai chỗ này là hai đường ray tăng tốc các bạn. Mình phải grab cái block redstone đấy các bạn, đặt ở dưới luôn chứ không cần cái mấy cái đuốc đâu. Ở đây một cái này. Rồi cái nào cái cua ngay đây phải không? Đây một cái luôn và ở đây một cái. Đúng không ta? Đúng rồi. Đấy. Ở trên nó hoạt động kìa. Vậy là nó lớn, nó hoạt động chứ không phải có dưa hấu các bạn. Đấy, mỗi lần cái cây nó phát triển hay là nó ra quả thì là nó sẽ đẩy bê tông ra. Đấy. Rồi giờ mình lấy ít đá để mình lắp lại chỗ đó thôi. Đá cội đây. Đó. Ui da. Lại. Mình hết chỗ ga luôn rồi. Rồi sau đó sẽ đặt đường ray vào các bạn. Đường ray hả? Đặt trong hốc này thì nó không có hoạt động được các bạn. Tại vì cái đường ray tăng tốc nó đâu có ôm cua được đâu. Đấy, phải đặt đường ray thường vô trước. Đường ray thường này. Đó. Đấy. Ngay đây là đường ray tăng tốc này. Đây. Đó, rồi tới đường ray thường tiếp. Rồi, bắt ra. Còn ngay đây chắc là đường ray tăng tốc là được nè các bạn. Đường ray tăng tốc vô đây. Đó. Như vậy là ok đấy. Ở đây đúng không? Rồi. Đây, một đường ray tăng tốc ở đây. Cái này cần lóc nữa không sao. Cái tôm khá nhiều luôn. Mình dùng bớt cái mà để chặt kho mà không có dùng ấy, cũng hơi phí. Rồi giờ thì đặt ở ở đâu ta? Ở đâu một cái hopper nhỉ? Mình muốn đồ ra đây thì
căng nhà, căng nhà. Vậy là ở đây một cái hopper luôn chứ. Để lên mình lấy cái hopper, đã hopper mình để trên cái gương này các bạn. Đây hopper đây, xe mỏ này, một cái xe mỏ là được các bạn. Đấy, rồi rương mình chưa làm được cái rương nữa đấy. Dạ, tạm thời đặt ở đây làm cái rương luôn đi. Rương đúng không? Hai cái rương này. Đó. Ở đây mình đặt cái rương ở cái này hopper chỉ ra như là cái rương ở đây nè các bạn. Dạ. Đó. Rồi, ở bên trong thì mình đập cái này ra đó để mình đặt cái hopper nó chỉ vô cái rương các bạn. Đấy, cái hopper đâu? Chỉ vô. Rồi sau đó thì đặt đường ray đi đi ngang thôi các bạn. Đấy, cái này đường ray thường cũng được. Rồi. Như là xong rồi đấy. Rồi thì đặt cái xe này lên. Đấy. Ô, cái này thiếu block này, thiếu block redstone này. Nên nó không có sáng các bạn. Block redstone và đường ray. Đấy, giờ thì đưa nó vô thôi. Ờ. Không chạy à. Chưa chắc cần phải đẩy nó một lần các bạn. À, căng nha. Giờ sao đẩy nó đây? Giờ hết đi đừng đẩy rồi. Rồi đào này đi, tại cái này nó không có dính ấy này. Ở đó nó chạy là được đấy các bạn. Đó, nó cứ thế thì nó hút đồ thôi. Rồi giờ mình sẽ ốp lại nha. Đấy, giờ mình thử được dục đồ vô các bạn. Đó, nó hút rồi đấy. Ủa sao nó không nhả đồ vô đây nhỉ? Đúng mà ta, chưa để mình ngủ cái đã các bạn. Sáng rồi mình làm tiếp. Vô lý nha. Nè, cái hopper này nó nhận đồ mà sao nó không có đưa đồ vô cái rương các bạn. Thử dục cái này vô coi. Wow. Không hút đồ vô luôn. Dạ dạ. Rồi. Hay. Ờ. Căng nha. tới giai đoạn cuối cùng mà thật khó hiểu thật ấy. Hay là nó dướng block redstone ta để lập đập cái khối redstone thôi các bạn. Rồi, thay vào mấy cái khối thường thôi. Ok, bây giờ mấy hoạt động này vậy là nó dướng cái khối redstone các bạn. À, thì ra là vậy. Ok. Vậy là nó dướng cái khối redstone nên nó không có hút đồ được các bạn. Rồi đi. Rồi thử lại nha. Ấn sao chạy khá là chậm. Rồi giờ nhét đồ vô coi. Đấy, nhét một đống luôn. Vô chưa? À, nó vô đồ khá là chậm các bạn. Căng nha. Ở đây là chắc không cần đường hay sao đâu. Dạ chặn lại. Lập ra. Dẹp đường sao luôn các bạn. Mình tính cho nó chạy từ từ, kiểu từ từ ấy. Nhưng mà không, chắc không cần ấn sao đâu. Đập ra đi. Đấy, chỉ cần một hàng ấn trước là được rồi. Chạy qua chạy lại là ok rồi. Đấy, này đặt vô. Được chưa ta? Rồi, chắc được rồi đấy. Rồi đặt một block bất kỳ ở đây. Chặn lại. Xong. Giờ ấn sao thì mình lip lại luôn. Đấy. Đập này ra đây. Đấy. Nãy giờ làm mình cứ tưởng tại sao hopper nó không hút đồ, thì ra là có redstone thì nó sẽ không có, cũng như nó chặn cái việc hút đồ của hopper các bạn. Đấy, mình cũng mới biết luôn ấy. Rồi đặt vô cái đó. Giờ chạy qua chạy lại là gì? Ok các bạn, ok chưa? Đấy, hút đồ ngon ngay mà. Rồi ở đây thì làm ra đi. Đấy, lấy hết đồ lại. Giờ mình thử dục đồ vô đây nha. Đó. Cuối cùng cũng xong các bạn. Rồi. Mà cá ồn các bạn.
được này mắc kia thôi, cảm sao đâu. Rồi thì hãy đập cái đi. Đấy, mình sẽ ốp lại cái sàn bằng cái block khác các bạn, không để nó bằng đá cụ như vậy đâu, xấu lắm. Ok, tạm thời là như vậy đi, vậy là ok đó các bạn. Dục cái cúp vô nè. Ok. Dạ, tạm thời làm như vậy nha. Giờ mình sẽ làm tương tự ở ba mặt còn lại luôn các bạn. Ok, trước khi đào chỗ kia ra thì mình sẽ làm một cây cúp khác các bạn. Thì cái cúp của mình nó không có dòng mà hiệu suất ấy, đào khá là chậm luôn. Giờ mình sẽ quăng bển mình enchant cái đã. Gia tài 3. Wow. Có nên ép một cây gia tài 3 nữa không ta? Tại vì gia tài 3 khá là khó ra các mà. Hiệu suất 2. Ok, để mình quất thử luôn đi. Nhiều khi có dòng hiệu suất thì sao? Ồ đúng rồi, có hiệu suất nhưng mà không có chăm hỏng. Chắc mình phải đầu tư thêm một cây nữa các bạn. Ồ, sắt. Ờ đây còn sắt này. Đó, lấy sắt ra có kinh nghiệm các bạn. Rồi, giờ làm thêm một cây cúp nữa nè. Hy vọng cây sau sẽ có cái dòng mềm mại đi. Tại giờ mình đang cần dòng mềm mại để đào ra cái đá nhẵn luôn các bạn. Rồi, giờ quăng bánh anh chan tiếp thôi. Hiệu suất 4. Hiệu suất 4, ok. Hy vọng này sẽ có chầm hỏng nha. Boom. Vậy, rồi. Có dòng chầm hỏng là ok các bạn. Rồi cái cúp này thì mình nhét ở đây đi, tại nó có gia tài này. Rồi bây giờ thì tiếp tục thôi. Đấy, mình chưa có đào chỗ này ra nữa, tại vì mình cần enchant để đào ra chỗ nhanh các bạn. Cái cúp này đào lâu quá. Ok, giờ mình sẽ đào chỗ này ra giống như bên đây nha. Đó. Bây giờ mình chưa có ốp kính này nên nó còn văng ra đây các bạn. Khi nào mà mình ốp kính lại nó sẽ không còn văng ra đây nữa đâu. Đấy, đây là lỗ nhỏ mà khi chưa ốp kính thôi. Dạ, đào cơ. Bây giờ mình sẽ đào chỗ này ra nha. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã xong được cái chỗ farm bí ngô luôn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy kính rồi mình ốp lại chỗ này nha, để cho nó khỏi văng nữa, khá là phiền luôn. Cái này trang trí sao ta? Lập chưa biết trang trí chỗ này sao nữa các bạn. Nếu có thể chắc Lập cũng làm lên nó lên một tầng nữa các bạn à. Đấy, để gì nó khá là trống này. Đấy, cái này thì hoạt động ok rồi, mình sẽ cắm đuốc thêm đi, nhiều khi nó spawn quá dưới này. Đấy, rồi lắp lại. Tạm thời chắc Lộc sẽ ốp cái sàn này luôn các bạn. Giờ Lộc đào ra rồi lấy kính ốp vào chỗ này nè luôn nha. Rồi ok, mình đã ốp xong chỗ này rồi. Giờ mình giảm âm thanh cái block cái đã. Ui trời ơi. Ồ, cái này là âm thanh gì đây? Thôi mình giảm âm lượng tổng đi. Ổn quá các bạn. Cái cái ồ quay. Rồi bây giờ mình sẽ đặt như đây một ít cái rương các bạn. Đấy, nói chứ ở đây cũng phải cần rương ấy. Đó. Giờ lên cho anh mình cái rương này full chưa ta? Rồi để mình cắt đất vô đã. Đấy, mình làm ít cái rương mình đặt như đây để chứa đồ nữa các bạn. Đấy, chỗ này farm tự động nên nó ra rất là nhiều đồ luôn, không có rương là thôi chịu luôn ấy. Ở đây có đá cụ nãy mình đập nè. Đây sao? Đây cũng vậy luôn. À, tạm thời coi chỗ này là ok đó các bạn. Gương hả? Này đặt đây này. Hình như mình hết slab phải đây. Đó, đặt thêm một làm thêm một ít cái gương nữa. Đấy. Cái nữa thôi. Tạm thời là như đây gương thôi các bạn. Khi nào mình có nhiều hơn ấy mình sẽ làm thêm thôi. Đặt vô đây.
Đó, bây giờ là cái gương này chứa nè, cái này là chứa dưa hấu này, để dưa hấu vô đi. Đó, còn cái này là chứa bí ngô các bạn. Rồi bây giờ mình lấy kính ốp vô là hoàn thành cái chỗ farm này đấy. Rồi bây giờ ốp kính vô luôn các bạn. Đấy, khi mà mình ốp kính nó sẽ không còn văng đồ nữa các bạn. Hết gỗ rồi. Ok, tạm thời là như vậy đi. Đấy, cái này là, nếu có thể mình nói là luôn này cho nó đẹp ấy. Ok, vậy là mình xong chỗ farm farm tự động rồi nha các bạn. Giờ mình làm công việc khác thôi. Đấy, cái này chắc mình cũng sẽ ốp kính ở phía trên nữa, chứ để nhìn gì thì hơi kỳ các bạn. Bây giờ thì cắt đồ để làm công việc khác thôi nha các bạn. Ok, hiện tại mình đang nấu thịt lên nè các bạn. Đấy, cái gà mình toàn mình ăn cà rốt với dưa hấu thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ chế thuốc để chuẩn bị đi khám phá tiếp các bạn. Ở tập trước cái mình có chế thuốc luôn, nhưng mà không có bình luận cái mà, tại vì mình quên cắm cái dắp mít vô ấy. Và bây giờ mình sẽ làm thuốc dành cho món tối tiếp thôi. Để dễ nhìn các bạn, không phải cắm đốt ấy. Rồi một ít thuốc nha, chạy nhanh nữa. Cà rốt, lấy cà rốt vàng luôn các bạn, cà rốt vàng hai trái này. Đó, vàng mình có đầy mà. Rồi cà rốt vàng này hai trái, ok chưa? Rồi được thuốc rồi, giờ mình bỏ cà rốt vàng với redstone vô để cho nó tăng cái thời gian lên các bạn à. Redstone đâu đây, mình sẽ dành riêng một gương này luôn. Đổi ra ít cái to nào, thấy ta hồ mà làm luôn, xong chưa? Để cái to thì nó sẽ tăng từ này 3 phút lên tới 8 phút lần các bạn, đấy, khá là ok luôn. Thì mình sẽ làm thêm ít bình nữa đi. Ok, chắc mình sẽ làm thêm một cái bàn chế thuốc nữa, đấy, một cái chế lâu quá các bạn, đây hai cái luôn. Đó, sau này mình làm nguyên một hàng luôn. Tại giờ mình không có cái que quỷ lửa này, mình chưa có xuống địa ngục nữa, mà hổm xuống lượm được có ba cái que các bạn. Lấy cái này để qua đây nấu luôn đi. U không, đây mới đúng này, ba bình đó. Rồi sau đó là sẽ cho cái redstone vô các bạn để cho nó tăng thời gian thuốc chạy nhanh lên đây. Đấy. Bắt đầu chế thuốc chuyên nghiệp các bạn, lúc đầu thì không biết chế đâu. Đấy, giờ từ từ cũng biết được chế vài loại thuốc đấy coi. Rồi như vậy là mình đã xong vụ chế thuốc rồi, giờ thì lên đường thôi các bạn. Oh my god, nãy mình sẽ cần đem theo một cái thuyền này, thuyền đâu, thuyền đây, với một chế một cái la bàn nữa các bạn. Mình cần la bàn ấy để nhiều khi mình định vị cái vị trí nhà rồi mình quay trở về nữa. Đấy, la bàn ở cái này, cái đồng hồ với cái la bàn này làm thế nào ta? Mình chưa làm la bàn nữa các bạn à. Đây la bàn là cần sắt chứ không phải cần vàng, nhầm tí. Cần sắt phải không, sắt lấy này cũng được này, nén lại. Đấy, được 4 cục với một cục redstone. Đây được chưa, rồi vậy là được cái la bàn rồi. Bây giờ thì mình đi, mình sẽ không xài lạc các bạn, chỉ cần đi theo hướng la bàn trở về nhà thôi. Đấy, mấy chai thuốc không thì mình để ở nhà đi. Đó, lấy thịt nữa, nãy mình có nung thịt lên này. Đấy, một stack thịt luôn. Ok, bây giờ chắc đi thôi các bạn à. Mình sẽ đi về hướng nào ta, hướng ở đây đi, tại bữa họ hôm qua mình cũng đi hướng này này. Đấy, giờ tiếp tục đi thôi. Đấy, giờ quăng bển nghía mấy em rùa nữa các bạn. Không biết ở đây nó có lót ra được không các bạn, tại vì mình ở bên khu nhà mình ấy, không có qua đây sợ nó không có lót ra này. Đây, để mình F3 mình xem coi. Cái này là chưa các bạn à, nó vẫn chưa phát triển nữa. Đấy, nó còn giữ nguyên hình dạng như hổm rài này. Phải kiếm cái cốc mềm mại rồi đem nó về gần nhà các bạn à, để nó lót ra nó mới nở được ấy. Mình sợ nó không lót ra không nở đâu. Ok, bây giờ thì đi hướng này thôi. Tìm dụng đất mới để kiếm thêm cái ngôi làng các bạn. Ngôi làng bên kia không có mấy thằng nông dân ấy. Ok, bây giờ đi tiếp thôi. Khi nào mình có gì đặc biệt mình sẽ quay trở lại với các bạn nha. Ok, ở phía trước hình như có con thuyền các bạn. Đấy, giờ mình sẽ xuống dưới và coi coi có bản đồ có báo không ấy. Sẵn đó tìm luôn các bạn. Rớt thuyền rồi. Ok, trước khi xuống thì mình sẽ uống thuốc vô. Đấy, nhanh nhẹn này. Rồi, let's go. Cái thầy này hình không biết mình lấy chưa nữa, mình sợ mình lấy rồi này, tại không làm đi khu này gần hết rồi các bạn à. Phải đi xa hơn mới có chỗ mình chưa lấy này. Hình như lấy rồi phải à, chưa
Hay quá. Đấy, cũng được mớ đồ này. Đấy, sắt các kiểu luôn. Đi thôi. Rồi mình sẵn tiện mình gặp mấy con zombie chết đuối các bạn, mình farm luôn các bạn. Có bạn chỉ có thể đổ nước ở dưới cái chỗ farm zombie ấy, nhưng mà mình sợ nó không có ra cái cây đinh ba các bạn. Mình nghe mấy anh trên mạng nói là nó đã fix cái lỗi đó rồi, cho nên không thể farm như vậy được các bạn. Ok, đánh con này không gơ ra đinh ba các bạn. Ok, giờ đi tiếp thôi, đi hướng này nè. Ok, ở phía trước là cái rạn san hô các bạn. Ở đây có con zombie này, xuống đánh nó thử xem. Cái kiếm mình nó có cái bật lùi khó chịu quá các bạn. Đánh phải ngược theo nữa. Ủa, nghe tiếng gì kinh thế. Kiếm mình có dòng bật lùi ấy. Đánh mỗi lần đánh phải rượt theo à. Ok, giờ đi xuống dưới coi có gì hot không nha. Ui ui. Vậy là không có gì hot nha các bạn. Rồi, đi lên thôi, không có gì hết. Cái rạn san hô ấy, mình dự định là sẽ đào một ít về để trang trí các bạn, nhưng mà giờ chắc chưa phải là lúc đâu. Giờ mình sẽ tìm dùng khác thôi. Ok, đi tiếp. Đi chừng nào tìm thấy ngôi làng thôi các bạn, để mình bắt vài anh về. Nhất là anh nông dân ấy, cần anh nông dân mới làm được cái chỗ farm dân làng hay sao các bạn. Giờ tạm thời bỏ qua mấy cái san hô các kiểu đi. Giờ tìm làng là chính ấy. Rồi ok, mình vừa tìm được một cái thuyền mới này. Đấy. Thuyền này khá là bự luôn. Không biết trong đây có gì hơn ok không? Không ok cho lắm nhưng mà thôi kệ đi. Đồ free mà các bạn. Đấy, giờ đi xuống. Đây. Ồ, không có bản đồ có báo luôn. Căng nhờ. Ồ, đây có mấy cá đẹp lắm các bạn. Wow. Rồi, giờ đi tiếp ha. Mình cần tìm cái vùng đồng bằng bự bự để dễ lấy dân làng các bạn. Tìm ngôi làng ấy. Chứ đi nãy giờ toàn là biển thôi. Ồ, tới gỗ cái dùng gỗ sò sẩm luôn này. Chắc mình lấy một ít cái mầm về luôn các bạn. Mới được có một cái mầm thôi các bạn, hai cái mầm này. Giờ mình đợi cho nó gớt thêm hai cái mầm nữa. Ồ, ba cái rồi, bốn cái luôn. Vậy giờ sơn zombie này. Rồi. Ok, tiếp tục thôi. Chỉ là tới cái khu rừng gỗ sò sẩm rồi các bạn. Ở đây thì hơi khó tìm làng luôn. Ok, cứ đi tiếp đi, hy vọng sẽ gặp được dân làng sớm các bạn. Ok, mình đang đi thì mình gặp con Ripper đứng trên cái nấm các bạn. Thấy mắc cười quá nên mình quay lại cho các bạn xem. Phải cái Ripper đứng trên cái nấm mà. Ok, đi tiếp không? Cái khu rừng này khá là rộng các bạn. Đấy. Giờ thì gán vượt qua khu rừng này thôi. Chứ trong khu rừng này là chắc chắn là không có dân làng rồi. Nó rộng hết các bạn. Ok, giờ gán vượt qua khu rừng này xem như thế nào. Này đi phiêu lưu luôn. Nói chứ nhà làm redstone cũng hơi chán các bạn. Rồi khác, mình sẵn tiện mình đào đất sét các bạn. Đào rất là nhiều, mình cần rất là nhiều đất sét luôn ấy. Tại sắp tới mình có xây một công trình. Phải công trình đó. Không hẳn là một công trình lớn đâu. Đấy, nhưng mà đại khái là nó cần đất sét ấy. Okay, mình đã kiếm được 1 2 3 4 stack mấy các bạn. Đấy, ở đây còn lõm nữa này, hy vọng được 5 stack đây để mình trở về luôn. Đấy. Làm nãy giờ muốn banh cái hồ. Muốn đào đất sét này mình nghĩ là xuống mấy cái hồ mà rộng rộng các bạn, như cái hồ này này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đào nãy giờ chưa hết nữa này. Bị kẹt. Đó, quá là nhiều luôn. Rồi. Và các bạn đừng quên là comment đón xem mình sẽ xây gì nha. Đấy, công trình này khá là, không phải công trình nữa, cái này khá là quen thuộc luôn. Này không phải công trình nha các bạn. Đấy, một cái kiểu như cần thiết thôi chứ không phải là
công trình gì đâu. Hãy nhớ comment để đón nha. Bạn nào đoán đúng mình sẽ sao ta? Sẽ thả tim các kiểu luôn nha. Ok, bây giờ đào tiếp thôi. Đấy, quá là nhiều luôn. Đến tiếp. Vừa đào vừa ném mà còn không đủ slot đó các bạn. Dục gì đây ta? Chắc mình uống thêm một lọ đi các bạn, lọ thuốc ấy. Lọ thuốc chạy nhanh này. Rồi. Rồi lượm cái thuyền lại. Lượm thuyền chưa? À thuyền đây này. Hãy lượm cái thuyền chút mình còn đi về đi các bạn. Rồi được bao nhiêu rồi? Được 1 2 3 4 5, 5 stack mấy các bạn. Vậy. Ok, chắc bây giờ mình quay trở về được rồi đó các bạn. Ok, bây giờ trở về thôi. Rồi. Việc tìm nhân làng chắc mình giờ vô tập khác nha các bạn. Chứ tập này mình tìm không có rồi. Ồ, ở đây còn thoát sót này. Đấy, quá là nhiều luôn mà. Đấy. Ok, bên kia còn nữa kìa. Để đào hết luôn các bạn. Mình sợ như đây còn thiếu ấy. Ô, cái này làm gì trái đây? À hả, cái hồ lava. Ủa, ở đây còn này, không thể bỏ được các bạn. Rồi đào thôi. Ok, như vậy là trong tập này Lộc đã làm được cái chỗ farm bí ngô tự động ở bên kia ấy, nâng cấp lên các bạn à, để nó không còn bị lỗi ấy. Còn, và cũng đã đào được một mớ đất sét này. Và các bạn đừng quên là comment đón xem tập sau Lộc sẽ xây cái gì nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.